Xin chào các bạn, lại là mình Pukachi đây. Được nhiều sự ủng hộ của các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục tóm tắt 4 tập tiếp theo của bộ phim Những câu chuyện kinh dị ngắn Nhật Bản. Mỗi câu chuyện chỉ kéo dài vài phút, nhưng đủ để khiến người xem phải rùng mình vì sợ hãi. Không để các bạn đợi lâu, bắt đầu vào thư nào. Câu chuyện thứ 6, bức ảnh. Câu chuyện xoay quanh một cô gái trẻ, vừa có chuyến đi du lịch cùng với hai người bạn thân của mình. Bọn họ còn chụp ảnh để giữ làm kỷ niệm. Chuyện bắt đầu vào một ngày, nữ chính phát hiện bức ảnh chụp ba người có gì đó kỳ lạ. Đằng sau bọn họ xuất hiện bóng một người đàn ông lạ mặt. Tuy vậy nhưng nữ chính vẫn không để tâm lắm. Đến ngày thứ hai, người đàn ông trong bức ảnh bất ngờ đã di chuyển và đến gần với phía camera hơn. Hôm đó nữ chính đi làm về muộn nên cũng không để ý. Đến ngày thứ ba, cô gái vừa đi làm về, vô tình nhìn sang bức ảnh thì phát hiện người đàn ông bí ẩn đã biến mất, thế nhưng lại có một sợi dây thừng quấn quanh người cậu bạn trong hình. Nữ chính chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ cô bạn trong nhóm gọi điện đến khóc lóc báo tin rằng cậu bạn kia vừa mới qua đời. Lúc này nữ chính nhìn vào bức ảnh thì kinh hãi khi thấy sợi dây trên người cậu bạn kia đã tự dịch chuyển. Sáng hôm sau, cô gái vừa ngủ dậy liền kiểm tra bức ảnh, phát hiện đến lượt cô bạn trong nhóm cũng có một sợi dây. Nữ chính cố gắng gọi điện cảnh báo, thế nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng rên rỉ và khóc lóc. Điều này càng khiến cô gái thêm sợ hãi, thế là cả ngày hôm đó, nữ chính không dám đi đâu ngoài ngồi một mình trong phòng, nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Đột nhiên nó bất ngờ rơi xuống. Cô gái sợ hãi từ từ cầm lên kiểm tra, thế nhưng không nhìn thấy gì bất thường. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bất ngờ đằng sau lưng xuất hiện một bàn tay. Nữ chính vừa xoay qua thì kinh hãi, khi thấy người đàn ông lạ mặt trong bức hình đã đứng đó từ lúc nào. Cô gái cố gắng bỏ chạy, nhưng nhanh chóng đã bị ông ta bắt lại. Số phận của nữ chính như thế nào, các bạn hãy tự suy đoán nhé. Có lẽ vị trí mà ba người bạn chụp hình là một nơi cấm kỵ và bị nguyền rủa, dẫn đến số phận đầy thảm khốc cho bọn họ. Câu chuyện thứ 7. Nhân vật trong tập này là một cô gái trẻ, vừa đến làm thực tập tại một công ty mới. Hôm đó cô có hẹn ăn uống cùng với hai sếp lớn của mình. Gần đến khuya nhưng bọn họ vẫn chưa muốn về. Ông sếp nhớ ra gần đó có một tiệm lòng nướng rất ngon, bèn rủ cả bọn đi đến đó. Nữ chính mặc dù không muốn, thế nhưng vẫn phải gật đầu. Bọn họ sau đó đã đến nơi. Chủ quán tại đây là một người đàn ông cao ráo. Ông ta bảo rằng gần đây, các nữ phục vụ của cửa tiệm đều đã xin nghỉ việc, khiến ông ta phải một mình đảm đương mọi vị trí. Bà sếp thấy vậy liền giới thiệu nữ chính, bảo rằng cô gái rất thích hợp cho công việc này. Bọn họ đang nói chuyện thì điện thoại của nữ chính reo, là bạn trai của cô gọi đến. Nữ chính bèn ra ngoài bắt máy. Khi vừa nói xong, đột nhiên phát hiện có một người phụ nữ mặc áo trắng, đang ngồi ở lề đường gần đó. Cô ta dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nữ chính muốn đến giúp, thế nhưng người phụ nữ bảo rằng, mình sắp tìm được rồi. Cô gái thấy vậy thì cũng không suy nghĩ nhiều, liền quay trở lại vào trong. Thức ăn sau đó được bày ra. Nữ chính bỗng phát hiện trên tay mình dính một vài vết bụi, bèn đi vào nhà vệ sinh để rửa tay. Lúc này cô nghe thấy, trong buồng vệ sinh có tiếng ai đó đang khóc. Nữ chính tò mò cửa nhìn vào, thì phát hiện một cô gái mặc áo đen, đang ngồi cúi gầm mặt. Khi nữ chính tiến lại gần, bất ngờ cô ta ngước lên, để lộ gương mặt vô cùng đáng sợ. Nữ chính bị hù một trận, sợ hãi liền bỏ chạy ra ngoài. Cô gái sau đó kể lại chuyện này cho hai người sếp của mình. Bọn họ nhanh chóng vào đó kiểm tra, thế nhưng lại không thấy gì bất thường. Nghĩ rằng có thể do nữ chính uống say, rồi bị hoa mắt mà thôi. Trong lúc cô gái đang ngồi ngẫm nghĩ, đột nhiên người phụ nữ mặc áo trắng lúc nãy bước vào quán. Nữ chính thấy vậy bèn hỏi, rằng cô ta đã tìm thấy được vật bị mất của mình chưa? Người phụ nữ không nói gì mà chỉ lắc đầu. Nữ chính sau đó muốn giới thiệu người phụ nữ cho hai vị sếp của mình, thế nhưng bọn họ lại cười phá lên, bảo rằng cô gái lại uống say rồi, bên cạnh cô làm gì có ai. Trong lúc nữ chính đang hoang mang không hiểu chuyện gì, ông sếp liền cầm xiên lòng nướng bỏ vào miệng. Bất ngờ cô gái bên cạnh liền bảo, đó chính là nội tạng của tôi. Cô gái áo đen sau đó cũng xuất hiện, liên tục đòi lại phần nội tạng bị mất của mình. Khi nữ chính vừa ngước nhìn qua, thì kinh hãi khi thấy gương mặt của người phụ nữ lúc này đã biến thành một bộ xương khô đáng sợ. Có lẽ cửa tiệm mà bọn họ đã ghé hôm đó không phải là một nhà hàng bình thường, và những cô gái mà nữ chính nhìn thấy có thể là những nhân viên tại đó được ông chủ quán tận tình chăm sóc. Câu chuyện thứ 8. Câu chuyện xoay quanh một cô gái trẻ sống một mình tại một căn hộ chung cư. Vì ở một mình nên cô gái thường xuyên đặt hàng trên mạng. Hôm đó có một kiện hàng rồi được giao đến. Shipper là một người đàn ông với thái độ kỳ lạ. Hắn ta liên tục nhìn về phía nữ chính và liếm mép, còn hỏi những câu riêng tư rằng có phải cô gái sống một mình ở đây hay không. Nữ chính là một người rất cảnh giác, thế nên liền bảo mình đang sống với bạn và món hàng này cũng không phải mình đặt mà chỉ là nhận dùm. Thế nhưng người đàn ông vẫn tỏ ý muốn tiếp cận, bảo rằng lần sau nếu cô gái có đơn hàng, hãy gọi trực tiếp cho hắn, rồi hắn sẽ đến giao sớm cho cô. Sau khi cô gái vừa đóng cửa, tên nhân viên liền nở một nụ cười đầy ẩn ý về phía nữ chính, sau đó đổi gọi điện và kể lại mọi chuyện cho bạn mình nghe. Bọn họ tám chuyện với nhau đến khi trời tối, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa.
nữ chính bước ra kiểm tra thì phát hiện một tờ danh thiếp, trên đó ghi số điện thoại của gã giao hàng lúc nãy. Cô gái bắt đầu cảm thấy lo lắng, không muốn bị hắn làm phiền thêm nữa, nên đã gọi điện cho tổng đài và báo cáo sự việc cho phía bọn họ. Thế nhưng phía tổng đài lại bảo rằng gã giao hàng mà cô nhắc đến thực chất đã bị đuổi việc từ hôm qua, cho nên bọn họ không thể giúp được gì cô lúc này. Cô gái chưa kịp hoang mang, bất ngờ bên ngoài lại có tiếng chuông. Gã nhân viên liên tục ném những tờ danh thiếp của hắn vào nhà, khiến cô gái vô cùng sợ hãi, cố gắng vay xin hắn ta tha cho mình. Khi cô gái vừa bước đến định cài then cửa, bất ngờ gã ta liền xông vào. Hắn dùng dụng cụ cắt đứt then cài, sau đó từ từ bước đến trước mặt nữ chính. Gương mặt nở một nụ cười đầy biến thái. Tưởng rằng nữ chính sẽ trở thành nạn nhân của gã đàn ông, thế nhưng hắn bỗng phát hiện, đằng sau lưng cô gái có bóng một ai đó. Gã đàn ông chưa hiểu chuyện gì, bất ngờ cảm thấy cổ họng khó thở, sau đó liền gục xuống đất chết ngay tại chỗ. Cuối phim, nữ chính may mắn đã thoát khỏi gã đàn ông biến thái, thế nhưng cô vẫn không biết được người đã giúp mình hôm đó là ai. Có thể đó chỉ là một hồn ma sống trong căn hộ, nhưng cũng có thể là một người thân, là mùa hộ mệnh ở bên cạnh giúp đỡ cô gái. Câu chuyện thứ 9, bức tranh chân dung. Nhân vật của tập này là Neko, một nữ sinh vừa mới chuyển đến học tại một trường trung học nọ. Neko có năng khiếu về tranh vẽ về nghệ thuật, nên đã tham gia vào câu lạc bộ mỹ thuật của trường. Vì đây là môn năng khiếu, thế nên không nhiều người hứng thú, cả câu lạc bộ cũng chỉ lác đác vài thành viên. Hôm đó, khi Neko đang ngồi vẽ, bỗng một cô bạn trong câu lạc bộ ghé lại trò chuyện. Cô gái tên là Mina, biết rằng Neko là người mới, nên đã kể cho cô nghe về một trong những bí ẩn của trường học này. Nhiều năm về trước, các học sinh đã đồn đại rằng, ở câu lạc bộ mỹ thuật có tồn tại một bức tranh bị ám. Chuyện kể rằng trước đây, có một thầy giáo dạy vẽ tính tình vô cùng bạo trợn, không xem ai ra gì. Ông ta sẵn sàng xé những bức tranh của học trò nếu chúng không vừa mắt. Tuy nhiên vào một ngày nọ, ông thầy bỗng lên cơn điên loạn, tự nhốt mình vào nhà kho và vẽ bức tranh chân dung của một nữ sinh, sau đó tự ra tay kết liễu bản thân. Nhiều người cho rằng nữ sinh trong bức tranh của ông thầy, dựa theo đồng phục, có thể là một trong những học sinh của trường, thế nhưng lại không thể biết chính xác cô ta là ai. Kể từ đó có một lời nguyền được các học sinh truyền tai nhau, rằng nếu vô ý dùng những chai màu vẽ mà ông thầy giáo đã để lại trong căn nhà kho kia, thì sẽ bị bức tranh của ông ta giam giữ linh hồn vĩnh viễn. Neko nghe xong thì có cảm giác lo lắng, tuy nhiên Mina liền trấn an, bảo rằng đó chỉ là một tin đồn không có gì xác thực. Mặc dù vậy, cô bạn lại rất muốn tìm hiểu, xem lời đồn đại này có thực sự chính xác hay không. Cả hai sau đó đã cùng nhau đến nhà kho của trường. Tại đây phát hiện một chiếc thùng gỗ, bên trong chứa rất nhiều chai đựng màu vẽ. Mina tìm thấy một chai lọ với vẻ ngoài cũ kỹ, trùng hợp lại là màu mà cô đang thiếu, nên liền nhanh chóng cầm nó mang về lớp. Cô gái sau đó cố gắng mở, nhưng bằng cách nào cũng không thể mở ra. Mina đành phải nhờ thầy giáo giúp đỡ. Ông thầy sau một lúc dùng kéo, cuối cùng nắp chai màu cũng chịu bật mở. Mina ngửi thấy bên trong lọ màu có mùi gì đó kỳ lạ. Khi bóp nó ra thì phát hiện có một sợi tóc lẫn trong đống dung dịch. Mina chưa hiểu chuyện gì, vừa ngước nhìn lên thì bất ngờ phát hiện bức tranh chân dung bị ám hiện ngay trước mặt. Cô gái la hét hoảng loạn, đầu óc bỗng vô cùng đau nhức. Neko thấy vậy liền đưa cô bạn đến gặp ông thầy nhờ giúp đỡ. Lúc này Mina lại tiếp tục nhìn thấy bức tranh đằng sau lưng ông ta, tuy nhiên dường như chỉ mình cô gái là thấy được nó. Ông thầy cho rằng Mina chỉ gặp tình trạng mệt mỏi bình thường, ngồi nghỉ một lát rồi sẽ khỏi. Neko thấy vậy nên đưa cô bạn quay về lớp. Thế nhưng bất ngờ bức tranh ma ám lại xuất hiện. Mina chưa kịp la hét thì ngay lập tức đã tan biến. Đến khi Neko nhìn lại thì không thấy cô bạn đâu. Bỗng phát hiện lọ màu rơi dưới sàn, cô gái mở ra thì phát hiện một sợi tóc bên trong. Lúc này bức tranh ma ám bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt, Neko vừa nhìn lại thì thấy bản thân đã rơi vào một chiều không gian khác. Gương mặt của cô gái trên bức tranh từ từ biến đổi, trở thành gương mặt của cô bạn Mina. Bất ngờ vừa lúc đó, hồn ma ông thầy giáo từ đâu xuất hiện, khiến Neko thét lên đầy kinh hãi. Cô gái sau đó được tìm thấy, nằm ngất xỉu trong phòng học, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên những chuyện kỳ lạ đã xảy ra ngay sau đó. Khi Neko hỏi về tung tích của Mina, thì không một ai biết cô gái đó là ai. Dường như tất cả bọn họ đều đã không còn chút ký ức nào về Mina. Có lẽ những nạn nhân bị vẽ lên bức tranh sẽ vĩnh viễn biến mất, linh hồn cũng tan vào hư vô, không còn ai nhớ đến. Câu chuyện thứ 4 cũng đã kết thúc video hôm nay. Bạn thích nhất là tập nào? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Nhớ bấm like, đăng ký để ủng hộ chúng mình ra thêm nhiều video hay ho khác trong tương lai. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.